chào tất cả mọi người nha. Rồi, mọi người thưởng thức ăn với mình nha, bún riêu với tôm nha mọi người. Mời mọi người nha. Sáng giờ đó mới ăn nè mọi người. Ăn trễ không à? Lúc này mình mua mọi người, một con này 20 ngàn, 20 ngàn đại tô. Tôm này tôm sống mình mà mua về mình luộc nha mọi người. Rồi mọi người nha. Ngon. Tôm này mình lửa tôm gạch không mọi người? Gạch không?
bún mua nó không đậm đà bằng bún của mình làm mọi người. Bún mình làm á ăn nó ngon á, cua mình làm nhiều quá, nước nó ngọt, cái xương heo nó ngọt á. Tại vì thịt á, người ta bán á, nhiều khi người ta mua thịt rẻ á, không rõ nguồn gốc mình không biết. Còn thịt mình mua á, heo người ta làm á, mình biết rõ nguồn gốc mình mua ăn nó ngon hơn. Thịt rất tươi. Đồ rẻ thì ít khi nào đồ ngon lắm mọi người. Mình no lắm rồi đó mọi người, ráng ăn con này nữa thôi mọi người, chịu hết nổi nè. No quá cái ăn nó không có ngon nữa, đói thì mình ăn cái gì cũng ngon hết á, nhưng mà no cái ăn không có ngon. Lên phần sống á, về mình luộc á, thịt nó dai á, nó dai mà nó ngọt, châm chích đã chết á, về luộc ăn bá gịch. No quá mọi người, chịu hết nổi. Quất một tô bún với mấy con tôm là quá trời no luôn, chịu không nổi. Thôi mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mình nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha.